Xin chào mừng quý vị và bạn đã đến kỳ Lốc Chua bóng đá của chúng ta tuần này. Và hôm nay, đội bóng mà tôi muốn nói tới đó chính là... Vào tối ngày 14 tháng 10 này, chúng ta sẽ được chứng kiến trận thư hùng nảy lửa, trận derby nước Anh giữa Liverpool và Manchester United. Một trận đấu để quỷ đỏ thành Manchester chứng tỏ được thực lực của họ ở mùa giải năm nay không phải là tầm thường. Và một trận đấu để Liverpool lấy lại niềm tin từ người hâm mộ của đội bóng vùng Merseyside khi mà họ liên tục để cầm hòa và thua các đội bóng nhỏ ở ngoại hạng. Nếu như bạn bỏ lỡ trận đấu khốc liệt này thì xin lỗi bạn. Bạn đã có một ngày thứ bảy thật tẻ nhạt. Nói về trận đấu này thì chúng tôi đã nghe được ý kiến từ hai fan của hai đội bóng. Về phía fan Liverpool, họ cho rằng: "Ôi giời, MU, tôi nói thật chứ, ai chúng tôi có thể thua, chứ riêng MU thì không, không và không." Còn bên phía fan MU thì lại cho rằng: "Thôi, Liverpool họ đã ở một cái đẳng khác và MU cũng đang ở một cái đẳng cấp khác." Đấy, các ông hiểu không? Các ông so sánh như vậy là chúng tôi là không chấp nhận được. Nhớ ngày xưa chúng tôi tới sân nhà của họ và họ đã treo khẩu ngữ: "Chừng nào có được 18 chiếc cúp thì hãy tới đây." Và chúng tôi đã có hơn 18 chiếc cúp và đã quay trở lại. Chúng tôi thắt lại họ: "Chừng nào có 20 chiếc cúp thì hãy quay trở lại đây." Và từ đó trở đi chúng tôi vẫn chưa thấy họ quay lại. Đó là câu trả lời. Sau đây là những tin vắn hot trước thềm trận đấu này. Giống như những gì diễn ra hồi năm ngoái, cuối tuần này Liverpool sẽ lại khoác bộ cánh đặc biệt khi tiếp đón Manchester United ở trận cầu đơn vòng 8 ngoại hạng Anh. Cụ thể, Philippe Coutinho và các đồng đội của anh sẽ mặc áo mang thông điệp Singing Blinking để ủng hộ chiến dịch từ thiện do Standard Chartered phát động nhằm xóa nạn mù. Phát biểu trước báo giới, chính giám đốc thể thao của Liverpool là Billy Horgan đã tiết lộ thông tin trên: "Chúng tôi rất vui mừng khi tham gia chiến dịch của Standard Chartered bằng cách nâng cao nhận thức của cầu thủ và các fan về nguy cơ suy yếu thị giác. Chúng tôi tin chắc mình sẽ đóng góp được nhiều cho cuộc chiến chống mù lòa và cải thiện được cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới." Được biết, khi cuộc thư hùng giữa Liverpool và MU kết thúc, các cổ động viên có thể đặt mua chiếc áo của các cầu thủ mặc kèm theo chữ ký. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán áo sẽ được dành tặng cho quỹ của Standard Chartered. Ở trận đấu này, MU sẽ phải dè chừng trước Liverpool trong chuyến làm khách ở Anfield vào ngày 14 tháng 10 này, do đội chủ nhà thường thi đấu cực hay trong tháng 10. Trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2017-2018, MU đang đứng thứ 2 và hơn Liverpool 7 điểm. Khoảng cách giữa đôi bên có thể thu hẹp nếu Liverpool thắng trận và ngược lại. Điểm số sẽ được nâng lên thành 10 nếu đoàn quân của huấn viên Jurgen Klopp bại trận. Trong tháng 10 này, Liverpool sẽ phải thi đấu tổng cộng 4 trận trên mọi đấu trường. Sau cuộc đối đầu với MU, họ sẽ gặp Maribor ở vòng bảng Champions League vào ngày 18 tháng 10, gặp Tottenham tại ngoại hạng Anh 22 tháng 10 và cuối cùng là tiếp đón Huddersfield ở Anfield 28 tháng 10. Khi Liverpool chuẩn bị bước vào tháng 10 đầy giông bão, họ đã nhận được một sự khích lệ từ những con số thống kê. Trong 21 trận ở ngoại hạng Anh mà Liverpool đã thi đấu trong tháng 10, từ mùa giải 2011-2012, họ đã thắng đến 11 và hòa 10. Lần gần nhất Liverpool thất bại trong tháng 10 xảy ra dưới thời huấn luyện viên Roy Hodgson vào năm 2010, khi để cho Blackburn giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong quá khứ, Liverpool từng có một số chiến thắng ấn tượng vào tháng 10 như đánh bại Chelsea 3-1 tại Stamford Bridge mùa giải 2015-2016, thắng Everton với tỷ số 2-0 mùa giải 2011-2012. Tính thêm cả các trận đấu cúp châu Âu vào tháng 10, kể từ mùa giải 2011-2012, Liverpool đã thi đấu 31 trận, kết quả họ thắng 16 và thua 3 trước Real Madrid, Udinese và Barca. Với MU, họ không thích tháng 10 cho lắm. Trong những năm gần đây, Quỷ Đỏ đã thua Chelsea 0-4 tại Stamford Bridge, Arsenal 0-3 tại Emirates, Man City 1-6 tại Old Trafford và Liverpool 0-2 tại Anfield ở thời gian này. Trong 10 năm qua, Liverpool thắng 4, hòa 4 và thua 2 khi Ngoại hạng Anh trở lại sau kỳ nghỉ do đội tuyển quốc gia tập trung. Ngược lại, MU thắng 5 và hòa 5 trong 10 trận đấu ở thời gian tương tự. Mặc dù vậy, các cầu thủ của Manchester đã biết cách rút kinh nghiệm từ bài học Arsenal để giúp Manchester hạ Liverpool ngay tại Anfield. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Arsenal hành quân đến Anfield và bị Liverpool nghiền nát 4 bàn không gỡ. Pháo thủ nhanh chóng phải vào lưới nhặt bóng sau 17 phút thi đấu trước sức tấn công kinh hoàng từ phía lữ đoàn đỏ. Vào cuối tuần này, MU sẽ phải làm khách trước Liverpool tại ngoại hạng Anh
và Inter tin tưởng với bản lĩnh có thừa. Mourinho biết phải làm gì để đưa Quỷ Đỏ rời Merseyside với 3 điểm trong tay. Mourinho vô cùng thông minh. Ông ấy là một người chiến thắng và cũng là một bậc thầy chiến thuật. Mourinho sẽ trông chờ đội quân của Klopp tràn lên tấn công trong 20 phút đầu như những gì mà họ đã làm với Arsenal để tung ra đòn trừng phạt. Thắng hay bại, MU sẽ vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch, còn Liverpool thì không. Mourinho muốn giành chiến thắng. Ông ấy biết mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình cùng với các học trò. Không ít người nói rằng MU sở dĩ đang bay cao vì họ chưa đụng phải đối thủ nào thực sự lớn. Và Mourinho biết đây là cơ hội để ông khiến tất cả hoài nghi bị dập tắt. MU đang ghi nhiều bàn thắng. Romelu Lukaku hiện đang đạt phong độ cao. Và đây có thể là sự khác biệt giữa hai đội. Liverpool không tận dụng được các cơ hội, cộng thêm hàng thủ tệ hại. MU đến Anfield và họ sẽ xé lưới của Liverpool. Không có gì phải nghi ngờ về điều này, Inter cho biết. Hiện tại, MU đang đứng thứ 2 tại Ngoại Anh với 19 điểm, bằng điểm với Man City, song kém về chỉ số phụ. Trong khi đó, Liverpool xếp thứ 7 với 12 điểm sau 7 vòng đấu. Và đây sẽ là một trận đấu mãn nhãn cả về lý thuyết lẫn trên sân cỏ. Cuộc đấu trí giữa Mourinho và Klopp sẽ cho thấy ai mới là bậc thầy về đấu pháp trong bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video chốt bóng đá của mình. Hãy xem đó là một clip vui giải trí cuối tuần và cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá. Nhớ subscribe kênh YouTube của chốt bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại.